Vừa qua tại tỉnh Thong Khơ Mum, Campuchia, Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Trịnh Đình Dũng đồng chủ trì lễ khánh thành, lễ bàn giao chợ kiểu mẫu biên giới Campuchia, chợ Đa, được xây dựng bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Hoàng gia Campuchia. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ Thương mại Campuchia Ban Sorasak đã ký biên bản bàn giao công trình chợ kiểu mẫu biên giới Campuchia dưới sự chứng kiến của lãnh đạo chính phủ hai nước Việt Nam Campuchia cùng đại diện các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp và người dân tại địa phương hai nước. Việt Nam Campuchia là hai nước láng giềng có mối quan hệ truyền thống hữu nghị và hợp tác. Sự giao lưu, mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới giữa hai nước đã được hình thành từ xa xưa và đã trở thành mối quan hệ không thể thiếu trong lịch sử hợp tác phát triển. Với mục tiêu xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng thương mại tại khu vực biên giới nhằm thúc đẩy giao lưu kinh tế thương mại, nâng cao đời sống của cư dân biên giới tại kỳ họp lần thứ 12 và 13 của Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam Campuchia về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, chính phủ hai nước đã giao Bộ Công Thương Việt Nam chủ trì và phối hợp với Bộ Thương mại Campuchia triển khai dự án xây dựng chợ kiểu mẫu biên giới Campuchia. Dự án chợ biên giới kiểu mẫu Campuchia chợ Đa đã được khởi công xây dựng từ ngày 16 tháng 1 năm 2018, đặt tại khu kinh tế đặc biệt Thari Thbong Khmum thuộc xã Đa, huyện Mê Mốt, tỉnh Thong Khmum, cách cửa khẩu chính Tràng Riệc Việt Nam, Đa, Campuchia khoảng 600 m, cách cửa khẩu quốc tế Samat Tây Ninh khoảng 20 km và cửa khẩu quốc tế Hoa Lư Bình Phước, Snu Kratie khoảng 60 km. Với vị trí thuận lợi như trên, chợ Đa sẽ là nơi diễn ra các hoạt động mua bán, trao đổi và trung chuyển hàng hóa sản xuất của Việt Nam. Và Campuchia là nơi thuận lợi để bà con cư dân biên giới hai nước gặp gỡ, mua, bán, trao đổi hàng hóa thiết thực, phục vụ đời sống, sinh hoạt, giao lưu văn hóa, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống cư dân biên giới.